về thấy vậy đấy chưa? Nệm sofa cho chó mèo từ 15 tới 25 kg. Thôi em lặng cái khui đồ nè. Mặc dầu tôi đang khan tiếng mà cái nghiệp đồ nó về nhiều quá, không khui sợ quên luôn. Có nhiều món tôi để trong nhà tù mấy tháng trời cả năm vẫn chưa khui. À, đừng rắc trúng nha. Trời ơi, cái ghế sofa vậy mà chứa được 15 tới 25 kg. Có thiệt không? Ui. Nào khui tép tao ơi. Quá à bay ơi. Quá xá rồi nè. Wow. Rồi. 3 con vui, 4 con vui nằm lên, ok. Còn giá nhiêu? 190.000 giảm còn 180.000. Các quý vị thấy không? Nhìn cái ghế rất là cao. Rõ ràng nó cao mà sao ngoài này nó không có được cao. Nó lùn. Rồi. Cho tao coi hàng trước. Nhưng mà cái hõm ở trong này sâu lắm nha. Sâu vậy mấy mèo khoái. Ơi. Không không. Cái này là phải lót lại giống nó quào rồi. 180.000 cũng được đó bà con, giá ok đó. Mà cái nệm quá bự đi, tính ra nó bự hơn cái nệm Doraemon hồi đó nữa, gòn hơi bị dày luôn á. Mới mua nó vậy sau này chưa biết sao. Rồi tao sắp chỗ coi để coi cho mèo nằm hay là cho con bưởi nằm, tại vì con bưởi với ba cho con qua chơi đó, quá đúng lúc. Theo mọi người để cho bày cái thúi rồi cho con bưởi cái nệm cũ hay là cho bưởi nệm mới đây, sắp xếp ngay ngắn là nó bự hơn những cái khác. Thôi lâu lâu bữa vô chơi tặng nó nguyên cái nệm bự này đi, hay là cho bày cái thú chơi cỡ 1-2 ngày cũng chán. Ba ăn cho con chui lên đây với con bưởi nằm, bự hơn cái thùng ở nhà. Sao rồi, 180.000 mắc hay rẻ? Bà con để lại comment nha. Mà sao cái phần này nè kiểu như nó không có nằm, đáng lẽ là cái này nó phải bự để mà kê cái này lên nè, nó không có kê lên được, nó cứ tụt tụt xuống hoài. Chị giòi quá tranh thủ đi. À, vui lên chung với giòi coi. Quá là lý tưởng, thoải mái. Còn làm gì, hủi đít chuyền già. Nó hỏi dễ đánh hơi coi có phải mẹ nó hay là nó hình dung coi đứa này là đứa nào. Ở chơi nó nghe cái phần này nó hơi nhỏ, đáng lẽ nó phải bự ra để nó kê cái này cho nó cao lên nè. Nó từ đây nó nhét vào trong vậy nè, hay là tại đồ mới quá. Tôi kéo ra thử ra. Con quỷ này nó khoái chui vô mấy cái lỗ hổng nha. À nếu mày khoái chui vô lỗ đúng không? Rồi mày đợi tao tí, sẽ lấy cái này cho nó. Đúng ý, nhưng mình thấy ghê, không có giống cái sofa chút nào. Đâu, vui, vô đi. Đúng ý mẹ đó. Mà thấy ghê. Đồ mới người ta mà nhét cái này vô như con quỷ. Ổn áp lắm quý vị ơi. Con vui nó bự. Bự gần gấp đôi con nhọn nha quý vị. À vui vẻ. Thường nó ngủ trong một cái nệm. Mà con này mà lăn qua một cái là trúng con kia. Con này rộng rãi thoải mái. Tới giòi bước vô. Giòi bước vô. Vô cho. Ba con có biết. Nhưng mà cái này trời lạnh á, nằm mà tiết kiệm bốn con vừa. Nếu muốn 5 con cũng vừa luôn. Còn một mình con bưởi với ba cho con ổn áp. Mà với điều kiện trời lạnh, cái trời nóng như bây giờ nó không chịu vô. Còn đứa nào thử nè. Phải nhiều nệm quá rồi nên tụi mày đâu có quan tâm. Rồi vui. Phóng lên liền tao. 1 2. Vì cháu tương tàn. Vì nhọn đào quạo. Chửi. Trời ơi. Vui. Bởi con phải nhường gì nhọn biết không? Cái mặt của gì nhọn đang quạo wow, mày thấy chưa? Thấy cái mỏ gì nhọn nhọn lên chưa? Vô, thử nó. Giỏi khùng. Đại biểu. Đụng cái là tử một cái à. Đây. Ôi, trời. Cái thằng này bất cứ ai cũng giỡn được. Mà nãy giờ con khế nó không biết mảng tới nè.
Để bắt con Khê lại để tí nha. Giữ nguyên nè. Khê ơi, Khê đang nghỉ á hả? Rồi ép xong rồi, đi. À hi. Trời, nãy mới mua xong thử cho dông hai. Nhiều nệm quá nó chán rồi. Ê, cái tướng của Khế vô nệm. Vui đâu rồi? Nãy giờ dẫn với thầy ông Khế được không? Mà con Khế nó ngán con Vui. Đứng lại. Trời. Quá trời như cine. Tối ngày chọc chị nhọn hoài ha. Ở lộn, bà dì nhọn. Thôi tôi đem cái nệm ra trong vẽ chơi thử nha. Nó đang ngồi ngoài sau. Mày thấy cái gì cho dạ? Ủa, trả lời. Bữa nay nguyên ngày cho dạ ngoài sau chơi. Không, bữa gà. Không có dọc. Lật lên. Hi. Dạ khoái không? Dạ có thiết không? Ồ, sofa khổng lồ. Hình lên đi, ngại chi? Rồi, suy nghĩ nè. Cặp người ta là phóng lên rồi còn mày nhát quá. Mày tưởng tượng đây là một cái chỗ ngồi dành cho mày đi uống cà phê. Hi. Dạ. À. Nằm liền. À nó nghe mùi của con Vui với con nhọn nãy giờ. Ui. Quá bảnh. Chỉ có vẻ là biết cách xài đồ. Đó, biết hưởng thụ nha quý vị. Trời ơi, nằm sang chảnh hơn mấy con quỷ hồi nãy biết nhiêu. Nhưng mà cái sofa này bự quá, để ở chùa mà không có vừa. Đã không? Thôi vậy là thích cho mày chơi đó. Cái thú nhiều lắm rồi. Kiểu như khui cái gì mà liên quan tới nệm là nó chán luôn rồi đó. Ê, ủa sao phóng ra vậy? Tôi nói rồi, trời nực. Nóng nực không con nào muốn nằm nệm hết. Giờ mấy cái nệm này tôi phải đem cất vô tủ khi nào trời lạnh mới lấy ra. Chứ con mèo nằm nệm hao lắm bà con. Hao gì phải không? Mình phải dọn dẹp. Đây, giờ tôi sẽ lấy hết lông mèo ra. Ý là ủi một cái nệm mà ra bao nhiêu đây lông mèo. Cho mèo xài nệm á thì tụi nó ấm thiệt, nhưng mà mình cực. Mà lông mèo nó bám vô cái nệm kinh dị lắm. Chà, cái này nó mềm quá. Nè, mình lăn đây nè, cái nó lắc qua lắc lại vậy nè. Thì nó sẽ nhét vô trong này. Nó cái lông sẽ nhét vô trong này, đó. Ý là mới lấy lông ra là một đống rồi, thấy chưa? Nó thật khủng khiếp. Nuôi mèo phải chịu thôi. Giờ thử cái này đi. Ý là mới lăn có vài cái thôi đó bà con ơi. Kinh khủng chưa? Cái cây này lấy lông mèo rất là hiệu quả luôn mà rẻ nữa, có ba mấy ngàn. Kinh dị chưa? Ý là một cái nệm nhỏ xíu vậy nè. Mình lót ở trên này nè. Còn những cái này. Ai giờ thí nghiệm này cho quý vị coi nha. Đấy, để yên luôn. Nhìn có thấy gì không? Nó rất là nhiều lông mèo. Thử ngay giờ luôn. Lấy chân vịn lại nó ấy quá. Mới đầu tôi mua về á, tôi nghĩ này nó nặng. Nó sẽ nặng tay khó làm, nhưng mà không. Ấy quen cũng không có nặng lắm. Ủa, lấy lông mèo rất là nhanh. Cái này là lấy nhanh lấy ẩu quá nha. Rồi, nhìn đi, bớt rất là nhiều. Rồi kiểm tra trong này. Trời đất ơi, có ai tưởng tượng ra không? Kinh dị chưa? Cây này lấy lông mèo đánh giá 10 điểm nha. Mặc dù nó không có bằng mấy hút bụi, nhưng mà vậy là quá ngon rồi, có mấy chục ngàn. Xem đây. Quá là kinh. Khủng khiếp. Up video nhé. Nhưng mà lăn ít thôi nha. Lăn nhiều quá nó mỏi tay lắm. Nó không phải là máy hút bụi, mình phải dùng cái lực. Mình lắc qua lắc lại như nè. Nhà nhiều tấm vải thì mình phải căng hai bên. Nó rất là mỏi tay. Ít thì được mà nhiều đuối vậy.